theo chương trình, xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân thưởng thức tiết mục diễn xướng Cồng Chiêng do đội văn nghệ xã Xuân An biểu diễn. Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và lễ hội mở cửa rừng dân tộc Mường, huyện Yên Lập, Xuân Quý Mão năm 2023. Một lần nữa, thay mặt anh chị em nam nữ diễn viên đội văn nghệ, xin được cảm ơn quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể du khách đã theo dõi, cổ vũ và động viên. Xin kính chúc quý vị đại biểu khách quý, du khách thập phương và toàn thể nhân dân một xuân mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn.